Xin chào các bạn, khu vực các bạn đang nhìn thấy tại đây là khu vực ứng dụng sản phẩm gỗ công nghiệp của An Cường và phụ kiện Hectic. Đây là tủ quần áo Topline L4 cánh với đơn giá khoảng hơn 50 triệu. Các bạn đã có thể sở hữu cho mình chiếc tủ như thế này. Chiếc tủ Topline L bao gồm dây lùa Topline L4 cánh với đơn giá khoảng 13 triệu đồng. Bên dưới đây là dây âm Quadro giảm chấn toàn phần với đơn giá khoảng 650.000 một bộ và chịu được tải trọng lên đến 30 cân. Các bạn đã có thể sở hữu những ngăn kéo rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Bên này chúng tôi giới thiệu ngăn hộp Atira kết hợp cùng với khay chia và ngăn chia với đơn giá khoảng từ 850.000 đến 1 triệu một bộ, chịu được tải trọng lên đến 30 cân. Tất cả với đơn giá khoảng 50 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc tủ quần áo phục vụ đầy đủ những tính năng sử dụng cho gia đình mình. Hectic là sản phẩm hoàn thiện nội thất số 1 thế giới, được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hectic sẽ đem đến giải pháp vô cùng toàn diện cho căn nhà của bạn.